chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi gắn mắt cài. Hôm bữa tôi có nói là tôi sẽ định niềng răng trong suốt. Nhưng mà răng của tôi sau khi mà đi khám, tư vấn, chụp hình các thứ thì mình không có thể nào mà niềng răng trong suốt ở cái hàm trên được. Tại vì cái hàm trên của tôi nó có răng khểnh. Mà khi mà có răng khểnh á thì nó sẽ phức tạp hơn cái kiểu răng khác. Thì cái răng của mình nó có đang có hai trường hợp. Ở trên là mình sẽ phải niềng bằng mắt cài. Nhưng mà tôi sẽ niềng bằng một cái mắt cài mà các bạn sẽ không thấy là tôi niềng luôn, là niềng ở mặt trong. Còn ở dưới nè, tôi mới là niềng cái loại chăm suốt. Tại vì cái hàm dưới của tôi á, nó không có bị lệch hay gì hết. Nó chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất á, là mấy cái răng nó xoay lại cho nó đều một chút xíu thôi là xong rồi. Thế nên là ở dưới niềng chăm suốt được. Trong video này mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh mình niềng như thế nào và mình sẽ niềng ra làm sao nhá. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên xin gắn cái bên miệng cho em. Rồi gắn cái bên miệng này vô để nó giữ cái miệng em lại trong lúc gắn mắt cài á. Nó căng ra để cho nó khỏi dính nước bọt á. Tại vì khi mà gắn mắt cài mà dính nước bọt vô thì nó sẽ không được. Hơn á hả? Mà gắn này vô khó, nó không nói chuyện được đâu. Soi mòn cái răng á, tại vì muốn dán cái răng vô thì mình sẽ phải soi mòn cái mặt răng như một chút để tí nữa mình bôi cái keo lên, bôi cái keo lên để nó có thể dính cái mắt cài vô trong bề mặt cái răng. Giờ này là tới bước mình sẽ dán cái keo lên răng á để nó có thể dính cái mắt cài. Bên Nhật khoa có dùng một cái loại keo mà để nó bám dính được tốt nhất có thể, tại vì nó rất là nó nằm phía trong nên nó khá là dễ chút hơn hơn là mắt cài mặt ngoài. Bây giờ mình sẽ tiến hành dán mắt cài lên. Với cái công nghệ mắt dán mắt cài thì mình chỉ cần dán mắt cài gián tiếp thôi, không có cần phải đo trực tiếp trên miệng, tại vì thực sự là mình đã đo ở trong trước khi là bệnh nhân tới rồi. Giờ mình chiếu đèn để cho nó cứng cái dán lại giữa mắt cài và cái mặt răng. Ôi trời. Sao? Như em không cảm nhớ được răng căng luôn. Đó, và cái mắt cài nó đang dính vô cái răng em mà. Đó, tháo cái khay này ra là cái mắt cài nó đã dính lên cái răng em. Rồi xúc miệng cái đã. Em thấy khó chịu rồi đó. Nó hơi đụng cái lưỡi đúng không? Hơi đắng đắng chưa ta? Hút nước rồi. Rồi, đỡ đắng chưa? Rồi, trắng lại đi. Trắng lại. Trắng lại. Nó hơi cộng đúng không? Trắng lại. Mình sẽ dán lại hai cái mắt cài. Hai cái mắt cài mình dán ở ngoài là tại vì cái răng nanh của em nó bị lệch khá là nhiều. Mình sẽ phải dán ở ngoài. Mình sẽ phải làm mắt cài. Cứ như là nó có thêm một cái hàm răng rồi, ở trong, các bạn hiểu không? Em kéo lùi hết hai hàm đi để giảm độ hô cho. Một năm. Tippy. Cắn lại. Sao khó chịu chỗ nào? Cắn lại. Đây là mẫu hàm ban đầu này. Mẫu hàm ban đầu của mình thì khi đó sau khi mình làm xong á, mình sẽ có được cái mẫu hàm sau cùng. Để luồn cái dây nó mất rồi. Cái dây này rất là đàn hồi á, khi mà mình đi cái dây này vô á, nó sẽ làm cho cái răng của mình nó đều ra, nó sẽ đều theo cái dây này. Cắn lại nó được luôn rồi. Đó, cắn lại được xong được cắn lại. Đó. Thì cái nó cắn nó dính cái khay mà. Nó khi nào ăn uống thì em tháo ra. Em thử tự tháo ra. Rồi, để vô. Để vô đây nè. Đó. Rồi. Để vô.
Để vậy ăn luôn được không anh? Không được. Để vậy ăn nó hư cái cây rồi sao? Cái người đó cần phải thôi, nó lỏng lát rồi ta. Để như thế này ăn không được nhưng mà uống trà sữa được. Uống trà sữa được, uống bình thường. Cái này á, em có thể dùng cái này để em móc nó lên bình thường rồi. Còn cái cục này á, thì anh sẽ cho em. Có nghĩa là cái cục này mục đích đó là để ra cái khay nó khít hơn, há miệng nha, cắn lại, há miệng cắn và cắn liên tục. Đó. Ây da, cái ăn khẩn nó nhói. Há miệng cắn lại. Đó, cắn lại. Đó, nó cắn để cho cái khay nó khít hơn, nó sẽ di chuyển nhanh hơn ha. Có đánh cho cái khay không ạ? Em ăn uống nó sẽ có bị dơ. Thì em cứ lấy bàn chải em cũng chà cái khay thôi. Đây là 6 khay. Thì tuần sau em lại em sẽ phải mang khay số 2. 5 ngày em khay 1 khay. Thì khi mà em lại em gặp anh em ra phải mang khay số 2 rồi ha. Ủa là cứ 5 ngày là phải thay cái mới không anh? 5 ngày là phải thay một cái mới. Khay của mình. Giờ cái mỏ mình nó kỳ quá. Xong rồi. Mình muốn ăn quá nhưng mình hết muốn có. Không còn sức sống để ăn luôn á. Ok. Đây là cái hộp của mình. Bây giờ thì cái hộp này nó sẽ đi chung với mình mọi lúc mọi nơi để mình có thể hứng cái đèn trong suốt. Tại vì mỗi lần mình đi ra đường là mình sẽ đi ăn rất là nhiều, mình sẽ phải đem nó theo. Kỳ quá à, nó cứ ngọng thấy gì không? Không nói gì hết hả? Này nhìn cái là nó có thấy gì đâu, tại vì nó trong suốt này có một cái cục nó nằm ở trên cái răng khểnh của mình, nó làm mình bị mắc luôn và nó cái mở nè. Và bây giờ thì giọng nói của mình đây nó hơi ngọng là do cái khuôn trong suốt. Nhưng mà từ từ, à trên đây nó có số, ok. Số là số 6. Ủa số 6 là số cuối phải không anh? À đúng rồi. Ủa nè, cái răng mình lúc mình đeo cái khay số 6 là nó sẽ đều như thế này mọi người. Thôi kệ được rồi, xong rồi. Bây giờ mình đi về đây. Bữa sau mình sẽ tới và mình sẽ thay cái răng răng số 2. Cái mắc cài nó không khó chịu. Ở trên đây nó không có khó chịu, ở dưới nó khó chịu nè. Cái trong suốt nó mới hơi khó chịu thôi. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi qua nha khoa kế bên. Đông quá mọi người. Dạ, cho chú. Ồ, ở đây đông thiệt. Ở bên kia nó vẫn. Thì khi mà các bạn đến đây á, có lẽ là các bạn sẽ hơi nhầm một tí. Là các bạn cứ tưởng đâu là ba cái này nó là một, nha khoa đăng lưu tưởng ba cái là một, nhưng mà khác. Cái chỗ chính giữa, cái chỗ mà mình liền á, nó là một cái chi nhánh của một cái Dr. Dallas. Nó sẽ dành cho cao cấp hơn một tí xíu. Là các bạn cũng thấy rồi, khi các bạn đến là các bạn sẽ được hẹn giờ trước và người ta sẽ chỉ phục vụ cho mà các bạn thôi, không phải đợi gì hết. Còn bên đây là các bạn cũng thấy rồi, đợi nhiều khi chắc tôi nghĩ cũng đợi cả tiếng đồng hồ luôn á. Bác sĩ thì chỉ có 3 đến 4 bác sĩ thôi. Do là các bạn đến thì các bạn lựa chọn thôi, muốn điền bên nào cũng được, đăng lưu hoặc là Dallas. Mình thì mình lựa chọn Dallas rồi, tới làm liền luôn. À còn một cái nữa, Dallas thì bác sĩ dễ thương lắm. Anh làm cũng dễ thương và có một cái bác sĩ người nước ngoài á, siêu dễ thương luôn. Thôi nói nhiều tí thôi nhưng mà cute. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Hết ra. Thôi. Em nói gì hả cho nó vui.